Xin chào cả nhà. Hôm nay Dương với Rakas ăn miếng xào hải sản. Cái này là miếng nhân xào rau củ với lại tôm. Cái này là nước mắm chua ngọt. Hai vợ chồng Dương hôm nay ăn đơn giản. Xin mời cả nhà mình cùng ăn với hai vợ chồng Dương nha. Đây là mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ, hai vợ chồng Dương ăn món miếng xào hải sản nè. Cái này là Dương tự tay vào bếp nấu cho anh chồng Dương đó, ăn kèm với nước mắm chua ngọt. Bây giờ Dương mời cả nhà mình cùng vào bếp với Dương nha. Cái bịch miếng này Dương mua cũng lâu rồi, cả tháng hơn rồi mà Dương chưa có nấu. Anh chồng Dương hồi nãy giờ chưa có ăn cái món này luôn. Dương cũng chưa có nấu cho ảnh ăn nữa, mà ảnh cũng chưa có thử cái món miếng này nữa. Hôm nay là lần đầu tiên anh chồng Dương thử nè. Nhìn cái bó nó to to, đang suy nghĩ không biết nấu mấy giắt để hai mẹ chồng ăn đủ mà đừng có dư quá. Với lại buổi tối rồi dư quá mình không biết để ở đâu luôn, để qua đêm thì ăn nó không có tốt. Thôi Dương suy nghĩ một hồi, Dương quyết định nấu 2 giắt đi. Miếng Dương đem Dương ngâm nước lạnh khoảng chừng 1 tiếng sau thì Dương mới đem đi luộc. Để đó Dương quay qua cái Dương rửa mấy con tôm này, Dương làm sạch nó để Dương đem Dương ướp trước. Tôm này là tôm thẻ, người ta cũng ướp đá chứ ở bên Ba Lan thì không có cái tôm sống oxy như là bên Việt Nam mình. Bên đây họ bán 1 ký tôm như vậy là 400 ngàn á, là có giảm giá đó, chứ bình thường khoảng hơn 500 ngàn một ký. Dương xào với cái rau này Dương cắt sẵn rồi nên đi ngủ với Dương cắt một tôm. Giờ Dương đem Dương ướp. Gia vị ướp thì Dương ướp đơn giản lắm, muối với lại chút đường, nước mắm với lại tiêu, bột tỏi, vậy là xong rồi đó. Anh chồng của Dương á, anh thích ăn cay vậy lắm. Một lát Dương xào tôm thì Dương bỏ bột ớt sao. Dương bỏ tỏi với hành tím phi cho nó vàng. Cái Dương cho đầu tôm vô Dương xào. Cái Dương cho rau vô xào. Dương bỏ một chút muối xào tới nó chín rồi. Xong mà nhà Dương thì chỉ xào rau với muối thôi chứ không có nêm cái gì thêm. Miếng này nước sôi Dương cũng luộc qua chừng 2 phút vậy. Mà cái nước luộc thì Dương có nêm muối vô cho cái miếng của mình nó vừa ăn á, nó không có bị lạc. Rồi nêm xong rồi vớt ra để ráo. Cái Dương cũng bỏ dầu ăn, Dương trộn cái miếng với lại Dương trộn thêm muối nữa thì cái miếng mình nó mới vừa ăn, còn không nó dễ lạc dữ lắm. Thì Dương bây giờ là Dương có rau rồi, bây giờ Dương trộn miếng với rau lại. Dương quay qua Dương xào cái con tôm nè, cũng tỏi với lại hành tím phi xào, bỏ thêm ớt bột nữa. Khẩu vị anh chồng Ấn Độ Dương á là ăn cay lắm, cho nên Dương làm món nào cũng phải cay cay hơn bình thường hết á, thì ảnh ăn mới thấy ngon miệng. Đây, nước mắm chua ngọt Dương làm xong rồi nè. Bên này là miếng miếng nhân xào Dương trang trí rồi, nhìn cho nó bắt mắt. Xin mời xin mời cả nhà mình noodle lòn nha, glass noodle. Không biết là anh chồng Dương anh ăn được không, cho ăn bữa nay cho ăn sợi cho giống Việt Nam. Dư thấp quá à, Caesar hả? Lấy cái kéo cắt ra nha. Dương không có cắt, nhưng để cho dài vậy đó. Ăn mình kéo kéo cái sợi cho nó đã. Cái này hép đi cắt. Như to. One more này, hép như one more. Quá trời dài luôn. Hy vọng là anh chồng Dương ăn được. Broccoli. Yes, broccoli. Celera. 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 Nhà còn gì nấu cái đó. Is it chicken? Oh no, stream, half stream, honey cannot eat. Chết ai mất for nước mắm nha. Chồng Dương sang nước mắm chua cay. Giỏi lắm, ăn nước mắm giỏi, biết phân biệt nước mắm ngon không ngon nữa đó cả nhà. Dương cũng chan miếng nước mắm vô. Này là phải có nước mắm mới đã. Đang ăn thử một miếng này. Coi mình nấu làm sao. Anh chồng Dương ăn anh review coi. Dạo này cho ăn món Việt đã luôn cả nhà. It's very good.
Anh nói ngon. The noodles look hard but it's soft. Anh Đồng như anh nói cái sợi miếng nhìn nó cứng, nhìn nó không có mềm, nhưng mà Dương nấu anh ăn anh thấy mềm, anh thích ăn mềm, anh sợ ăn cứng lắm cả nhà. When I start cook this noodle, honey worry. Anh nói anh gặp Dương nấu cái sợi miếng là anh hơi lo, anh lo là chắc không biết anh ăn được không, tại vì anh không có thích ăn cái sợi mà nó bị cứng. Anh nhìn cái sợi miếng anh thấy cứng, nhưng mà Dương nói nhìn vậy thôi chứ lúc nấu ra rồi nó sẽ mềm. The noodles are excellent. Mm-hmm. Shrimp is great. New one lemon. I think have some lemon. Then good, more good. I think have lemon. Green. Green don't have yellow. Yeah. You yellow. Green is in the bag. Như lấy một chút chanh nữa rồi mình phải gửi miếng chanh lên nữa mình ăn nó mới đã cái miệng. Cho chanh siêu to khổng lồ. Ây da, mình trái chanh vàng ở bên cạnh. Ở bên đây người ta ăn chanh vàng không ạ? Rất là mềm. Rồi, cắt cái chanh sẵn cho cả nhà xem. Cái vỏ nó dày, thiệt là dày á. Cái viên nặng chanh nhưng mà ăn cho nó dày cái mùi chanh lên nữa là đã lắm. Thơm á, có chanh nhưng nó thơm. Một phút hết. Một phút hết. Anh chồng nó anh ăn một phút hết. Giỏi. Quá giỏi. Nặng càng miếng chanh. Nước mắm. Nước mắm. Ăn nước mắm như người Việt. Quá giỏi rồi. Một mâm này không biết hai chồng ăn hết không? Nhiều lắm. Ranbir can eat this? Ranbir. Hay không? How for baby? Cắt thôi đi. Hay cắt thôi. Rau ăn món này phải có rau nhiều vô. Rau nó rớt ở đây này, cái chim xào nhiều rau. Đây. Gấp tỏi cho anh chồng đi ăn. Tỏi ngon. Nó còn thơm. Tôi rơi rớt ở đây nhiều lắm. Nhưng tôi thích ăn chua.
trộn lên. Wow. Ừ. Anh chồng như anh cuộn như mắc cười quá à. Cuộn như mắc cười ghê luôn á. Dạo này ăn mấy cái sợi bún, sợi mì, sợi này là chuyên nghiệp dữ lắm rồi đó. I said you eat noodle professional. Cầm đũa cũng giỏi quá các bạn ha. Giỏi rồi. I can do you chopstick excellent. Cầm đũa giỏi. For you. For you the experience. Nhưng khen anh cầm đũa giỏi. Anh nói anh cầm được 4 năm mà. Anh thử cầm đũa 4 năm chấm nước mắm. Anh chồng như nói nhiều quá trời, biết hai chồng ăn hết không? Dương thấy tình hình này là sẽ hết, nhìn như chứ hết trơn. I can hit. Stream. Tôm. Chắc tôm nhìn chồng như em. Dương thích ăn tỏi, xào nhiều tỏi, bỏ tỏi vào ăn tỏi. Nó bùi bùi, đã. Đã không? Dòng nhỏ dày hết sức dày. Nhìn dòng như ăn thấy vui. Thấy vui mắt. Chanh nó ớt luôn. Trộn lên. Mình lấy con tôm mình chấm nước mắm ra nữa ha. Còn tôm á trời nè, cái con tôm nha, chấm mắm vô đã.
This noodle is so good, honey. It's great. Chưa ăn mà sao cứng rồi. Đây anh chồng Dương lắm, thích ăn đồ mềm, không thích ăn đồ cứng. Mới ăn đầu tính đâu nhiều miếng quá dư không à, nhưng mà gốt ruột hai vợ chồng ăn cũng sạch sẽ luôn cả nhà. Ra đặt hàng cái dao chồng như anh đặt online nè, đặt hai siêu thị luôn. Ôi ôi gì đó, gì mà ôi ôi đó, quá leo đó. Coi là how much. Chín mươi bảy trăm bảy mươi một trăm slotin 600 ngàn. 600 ngàn. What is it honey? Son hả? White son hả? White son. Rock son hả? Mua được gì? Sữa. Gừng, mặn, quýt. Chuối. Nước ép. Ép cam. Nhiều đi. Quá bác đa đà cho nên Vi nữa hả? Hôm nay cho gia đình Dương tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà mình một ngày đầu tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Cảm ơn đã luôn ủng hộ kênh Vợ Việt Chồng Ấn Cuộc Sống Ba Lan.